À, báo cáo quý cụ quý mợ là nhà cháu cũng có một cái highlight mà đặc biệt là cái like ngày hôm qua nói về một số cái vấn đề là vấn đề gì nhỉ, lại quên bố nó mất rồi. Cộng đồng cùng tồn tại của Trung Quốc ấy, phải không? Cộng đấy là cái cách nói của người Trung Quốc trong cái chiến lược toàn cầu của họ, xong rồi cái mối quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nga, và việc khẳng định rằng cái chuyến thăm của ông Tập tới đây, tới đến Việt Nam ấy, thì nó hoàn toàn nằm trong cái nó hoàn toàn không phải như là quý vị ở bên kia với cái một số đài báo là bắt đầu là dầm lên nói là ông Tập đến Việt Nam kiểm tra giám sát, đến Việt Nam tuyên bố là cộng đồng cùng vận mệnh, thế này là để biến Việt Nam chính thức trở thành một cái chư hầu, một nước con. Là Việt Nam từ bây giờ trở đi là đi tiêu rồi đổ tại và là nâng cấp chiến lược toàn diện lên với Mỹ rồi, nhưng mà là một sự sai lầm lớn là không liên minh quân sự với Mỹ. Thế này, cụ này là cụ Derek Nguyễn khổ. Hôm nay thì cụ ấy có nhắn tin cho bên Hải thì cụ ấy bảo là mặc dù là không thích cộng sản nhưng mà thầy giáo làng là phân tích rất là có lý. Tôi là gọi là tôi là đồng ý với quan điểm về chính trị của thầy giáo về cái vị thế của Việt Nam là người làm chủ cái bàn cờ trong mối quan hệ chiến lược với cả ba ông lớn nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bảo ok, cảm ơn quý tôn trưởng. Thế còn vấn đề ngày hôm nay, live ngày hôm nay thì bên này sẽ có một số nội dung nó nho nhỏ thế này. Rồi cũng cảm ơn cụ Đề Đánh Nguyễn. À, thưa mấy quý trưởng thượng và thưa mấy trưởng thượng Đề Rách Nguyễn và một số người có cùng ý kiến, thì cũng đề nghị viên ải nói đến cái câu chuyện là vị thế của Việt Nam cao là tốt lắm rồi, nhưng bây giờ là lại muốn muốn viên ải lại muốn viên ải phân tích để chứng minh cho cộng đồng mạng hiểu rằng một điều rằng là gì ạ? Chơi thân với Mỹ thì cũng giàu, chơi với Trung Quốc thì Việt Nam cũng giàu lên, chơi với cả hai cũng giàu lên, các cụ nói hay lắm. Nhưng là gì, hay nhưng mà là gì, nên chơi thân với Mỹ hơn để bảo vệ vững chắc chủ quyền, và dưới sự giúp đỡ của người Mỹ thì người Việt Nam sẽ thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình. Có lại cụ với báo cáo là biên ải là kính lại trưởng thượng Đề Đức Phạm, à Đề Đức Nguyễn, bởi vì yêu cầu này nó quá sức với biên ải, bởi vì nó cái điều đấy là cái điều nó không thể xảy ra và có thể xảy ra mà rơi vào ở tình trạng lưỡng khả, rơi vào tình trạng lưỡng khả. Mà vậy đối với anh Trung Quốc thì không bao giờ rồi, có giàu lên nhưng mà để mà thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình ấy, đây là cả một cái vấn đề nó lớn, nó nằm ở thì tương lai đấy, có vượt qua hay không vượt qua ấy thì hãy căn cứ vào cái tầm nhìn và cái chiến lược phát triển của Đảng ta đang đặt ra đến tầm nhìn năm 2030 đến năm 2045 ấy, cái điều này nó sẽ trở thành hiện thực. Thế thì thưa với quý cụ quý mợ là nói đến cái khái niệm là bẫy thu nhập trung bình, nên nghe nói đơn giản thế thôi, đây thực ra nó làm cái khái niệm vô cùng phức tạp đấy. Để hiểu được nó thì cũng phải đọc vỡ cả đầu ra rồi tóm tắt lại trong vòng vài câu thì rất là khó. Thế thì cũng đánh giá cao cụ đề quý trưởng thượng Đề Đức Phạm và một số quý cụ à, Đề Đế Nguyễn, xin lỗi, cứ quen cái mồm Đề Đức Phạm,
thì cũng rất là am hiểu về cái mức độ này à, về cái vấn đề này mới đặt vấn đề cho biên ải là chứng minh rằng chơi thân với Mỹ thì sẽ thoát, chơi thân với Tàu thì không thoát. Thưa với cụ, thưa với quý trưởng thượng là chơi thân thiết với ai thì cũng giàu lên, còn bẫy thu nhập trung bình thì là rằng mà nó do cái quá trình nội lực của người Việt Nam và thiện chí của các ông lớn trong cuộc chuyển giao công nghệ, nó có nhớn, nó có thành tâm, nó có thành khẩn nó như là nó ký kết với mình không, hay là nó chỉ trao cho mình những cái công nghệ lặt vặt, còn cái công nghệ lõi thì nó không không cho. Thế nên bắt buộc là phải đầu tư nghiên cứu sáng tạo trên cơ sở những cái công nghệ đã có sẵn để phát triển, để có thêm. Thế nên mà phát triển được một cái nền kinh tế tri thức, hàm lượng tri thức rất là lớn ở trong từng đơn vị sản phẩm hàng hóa một, khẳng định cái giá trị hàng hóa nó lớn trên và được chấp nhận ở trên thị trường, chứ không phải là chạy đi theo người ta. Như vậy thì mới có cơ sở để mà thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Ủa, thế nên các cụ nghĩ là bây giờ nhá, thứ nhất là đánh giá về quy mô dân số. Quy mô dân số bây giờ đang tính đến 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 năm 2030 thì đạt khoảng 120 triệu, bắt đầu nó đi qua cái giai đoạn dân số vàng rồi, phải không? Cái tỷ lệ người lao động nó mất cân bằng, dân số nó già đi và mọi điều kiện về nguồn lao động lúc đấy là bắt đầu là có vấn đề, phải không ạ? Dân số già đi rồi nguồn lao động lại thiếu, nó thiếu. Và cái mức độ chuyển giao công nghệ để mà đào tạo, để mà có lao động kỹ thuật, nó có hay không có? Và mình làm chủ được công nghệ lõi của tất cả những cái thứ hàng hóa mà nó thông dụng phổ biến, những cái thứ thiết yếu ở trên thế giới này không? Nó lại cũng kèm theo cái trình độ của cái lực lượng lao động nó như thế. Hơn nữa là nào là tài nguyên đất đai, tài nguyên thiên nhiên. Thế bây giờ là cho ầm 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 đầu tư vào phát triển nóng, cứ chú trọng vào tăng cái GDP mà không chú trọng vào cái công nghệ lõi của những cái mặt hàng tinh xảo chúng ta gọi là mặt hàng điện. Nói thế cho dễ hiểu đi, ví dụ như là công nghệ chip bán dẫn sản chip chất lượng cao này, những cái đấy nó họ cho mình những cái công nghệ râu ria mà những công nghệ lõi họ giấu tịt đi. Thế giả sử như họ bàn giao cho những cái công nghệ cũ 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 20 năm trước rồi đến bây giờ không phù hợp nữa, mình lại rú lên rồi vì mừng vì sung sướng rồi cuối cùng đưa ra những cái sản phẩm chả đâu vào mới đâu, lon ton chạy theo sau người ta. Những nước xung quanh chúng ta mắc cái bẫy thu nhập trung bình là trắng mắt ra rồi kìa, không làm sao mà thoát được, tức là nó đến một cái giai đoạn bão hòa, phải không? Chạy theo khai thác tài nguyên thiên nhiên, chạy theo khai thác tất cả từ các đơn vị, từ lao động, từ đất đai, từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sớm đến như thế để ào ào chạy theo cái tăng trưởng GDP. Đến một mức độ nào đó nó bão hòa, nó chỉ lên được đến tầm đấy thôi nữa, nhưng làm chủ cái công nghệ thiết yếu thì mình lại không làm chủ được, có nghĩa là giá trị sản phẩm của mình, giá trị hàng hóa của mình tại trong các mỗi một cái đơn vị hàng hóa, kể cả từ các loại hoa quả, rau củ quả nông nghiệp cho đến là các loại hàng hóa hóa điện tử công nghệ cao, mình đều đi sau người ta, bởi vì họ chỉ lợi dụng mình ở cái nguồn tài nguyên và nguồn lao động giá rẻ thôi, họ không không chuyển giao công nghệ lõi nữa, mà mình không nghiên cứu cho bằng ra nữa thì mình sẽ chết vì cái bẫy thu nhập trung bình, đến đấy không thể nâng cao được lên đấy nữa, đúng không ạ? Thế dân số bắt đầu già đi làm sao?
Làm sao? Bây giờ thì làm sao? Nó trợn mắt trợn mũi lên đấy, lúc đấy nó mới khổ sở đấy. À, báo cáo với cụ Derek Nguyễn thì vấn đề là vấn đề là cái công nghệ lõi, vấn đề là công nghệ lõi, vấn đề là nguồn lao động, vấn đề là vấn khai thác sử dụng tài nguyên. Người ta khi người ta làm được, bây giờ chúng ta đã đặt ra vấn đề này ấy, người Việt Nam đặt ra cái vấn đề này ấy, thì tất nhiên sẽ có cái chiến lược lâu dài để có thể lèo lái đất nước này thoát được bẫy thu nhập trung bình. Đó là lòng tin của biên ải vào giới tinh hoa cầm quyền. Mà biên ải nghĩ là cái chuyện này nó sẽ xảy ra đấy, sẽ thoát được cái bẫy thu nhập trung bình đấy, bởi vì một cái dạng tép diêu giáo làng sống trong rừng trong núi như biên ải ấy, còn nhận ra cái vấn đề này thì nữa là cái giới tinh hoa, đúng không ạ? Nó nhiều yếu tố lắm chứ. Yếu tố nguồn lao động, yếu tố phát triển nóng, yếu tố tài nguyên chặt nhất, mạnh nhất, mẽ nhất. Thưa mấy cụ là yếu tố phát triển và tiếp thu và phát triển công nghệ lõi để làm chủ nó, tức là làm chủ một cái nền kinh tế tri thức, hàm lượng tri thức trong mỗi một đơn vị sản phẩm phải cực kỳ cao và mang tính đỉnh cao, độc quyền, vân vân và vân vân. Cái này thì không biết là nói như thế thì quý trưởng thượng đã đồng ý chưa? Nếu mà chưa đồng ý thì nhà cháu đặt vấn đề thêm, thì nhà cháu sẽ phải mất thời gian nghiên cứu để trình bày với quý vị trưởng thượng khoảng sâu sâu hơn. Thực ra hay đặt vấn đề này với nhà cháu thì nó cũng bắt đầu đến cái mức độ quá sức rồi đấy, bởi vì anh giáo làm mà bàn chuyện kinh tế vĩ mô và nó lại xảy ra ở cái thì tương lai thì phải nói là biên ải cũng bái phục quý trưởng thượng. Bái phục đấy.